Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Tâm sự chị Tâm tình nhé mọi người ơi. Lời đầu tiên là xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ đến kênh của Tâm sự chị Tâm tình suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe những câu chuyện được chia sẻ, những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết và cả những tâm sự của những người mà em biết mà có những câu chuyện thật ở trong đời sống để chúng ta đúc kết ra được những cái kinh nghiệm hay cho chúng ta. Xin kính chúc quý vị khán giả luôn luôn mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, luôn luôn vui vẻ, bình an, mọi sự được suôn sẻ, công việc được tốt đẹp. Bây giờ là có vẻ như là đã hết giãn cách rồi thì bây giờ chúng ta đã quay lại được cái cuộc sống bình thường rồi thì mong là mọi sự nó sẽ tốt đẹp đến với tất cả mọi người. Hôm nay em xin chia sẻ một câu chuyện là vừa mới ôm đồ bỏ đi thì mẹ tôi đã lại gọi điện đến cho tôi và mắng tôi tới tấp. Khi mà vợ vừa mới ôm đồ bỏ đi, vợ của tôi vừa mới ôm đồ bỏ đi do tôi đuổi vợ tôi ra khỏi nhà, đuổi về nhà ngoại, thì chính mẹ đẻ của tôi đã gọi điện đến cho tôi và mắng cho tôi một trận. Và lúc đấy thì tôi đã biết là mình sai rồi và có dốc hết tim gan ra để gọi điện cho vợ xin lỗi vợ, nhưng mà vợ thì giận quá và không bắt máy. Đây là tâm sự của một anh chàng khi đã biết sai, chẳng là khi mà lấy nhau thì không có nhà và ở chung với bố mẹ. Thế nhưng được một thời gian thì nhà cũng có nhiều anh em, nhà cũng rất là chật, và chúng tôi quyết định là sẽ gom góp tiền để mua một cái nhà riêng. Và thời gian gần đây thì vợ chồng tôi đã mua một cái căn nhà chung cư cũng gọi là tầm bình thường thôi, là giá 2 tỷ. Thế nhưng mà chúng tôi phải nợ ngân hàng là 500 triệu bởi vì là cũng không có đủ tiền. Thì lương tôi thì cao, thì mỗi tháng tôi cũng có được tầm khoảng 30 triệu. Nhưng mà lương của vợ tôi thì thấp, mỗi một tháng thì cô ấy chỉ có được 8 triệu thôi. Vì thế tất cả những cái thứ chi tiêu trong gia đình đa phần đều là do tôi phải chi trả. Nhưng vì là chúng tôi vẫn còn có một cái món nợ, thế cho nên là chúng tôi quy ước rằng là hãy lấy cái tiền lương của vợ để chi trả, còn cái tiền lương của chồng thì sẽ trả nợ cho cái việc nợ ngân hàng đó. Thì trong một thời gian thì tôi cũng thấy vợ tôi cũng rất là tiết kiệm, bởi vì lương của cô ấy chỉ có 8 triệu thôi, mà lại chúng tôi còn có một đứa con nữa. Thì 8 triệu đồng chi cho hai vợ chồng và một đứa con thì tôi nghĩ là cô ấy cũng phải rất là chắt chiu. Một thời gian dài không thấy cô ấy mua sắm quần áo gì, son phấn thì cũng không có. Vợ tôi cũng là một người rất là đơn giản, cũng không có phải chi tiêu nhiều cho cái việc làm đẹp. Bản thân vợ tôi cũng đã khá là xinh, cho nên là đi đâu cô ấy chỉ cần một chút son là được. Và một thỏi son tôi thấy cô ấy dùng đến 2-3 năm nay rồi cũng không mua son mới. Tôi hiểu rằng là trong cái thời gian này vợ chồng tôi cũng rất là phải tiết kiệm. Cái tiền khoản tiền của tôi thì hoàn toàn dùng để trả nợ cho ngân hàng, vì hai vợ chồng cũng không có cái thu nhập gì ngoài lương cả, cho nên rằng là muốn trả ngân hàng càng sớm càng tốt, cho hết nợ đi thì sẽ ở trong cái ngôi nhà đấy, không phải trả tiền lãi hàng tháng cho ngân hàng nữa. Đấy cũng là một cái khoản. Thế nhưng mà được một thời gian gần đây thì tôi không hiểu sao vợ luôn luôn kêu thiếu tiền, là cái khoản tiền của cô ấy là 8 triệu đồng chi trả cho gia đình không đủ, và có nói rằng là tháng này anh đưa cho em thêm 5 triệu để còn chi trả. Thì tôi cảm thấy rằng là tại sao cũng không có cái gì phải chi nhiều mà 8 triệu đồng mà cô ấy không chắt chiu, không làm thế nào để mà thu va hà vén để mà chi được như những tháng trước đây, mà tháng này cô lại đòi tôi là phải đưa thêm 5 triệu. Thì tôi cáu mọi người ạ, tôi cáu bởi vì là cái khoản tiền của tôi đã phải trả cho ngân hàng rồi, và tôi cũng rất là tiết kiệm. Mỗi một tháng tôi đã phải trả cho ngân hàng 22 triệu và tôi cũng chỉ còn có 7 triệu để còn phải xăng xe rồi rất nhiều những thứ khác. Và tôi đã cáu lên là tại sao em không biết chi tiêu, tại sao em tiêu thế nào mà lại phải để thiếu tiền như vậy. Em có biết rằng là cái nhà này là chủ yếu là tiền của anh không?
Lúc đấy thì thực sự ra không hiểu sao tôi lại lại đứng lên để nói về cái việc tiền tiền tôi, tiền cô, và cũng vỗ ngực rằng là tôi đã kiếm được ra nhiều tiền hơn cô, và cái nhà này tôi bỏ ra nhiều tiền hơn cô. Cái lúc đấy là thực sự cảm thấy cáu và cũng không kiểm soát được cái lời nói của mình, và tôi có làm lên giận vợ và phá phách lung tung trong nhà, và làm lên mắng vợ và đuổi vợ đi. Cái hành động đấy là cái hành động trong lúc nóng, thì tôi làm như vậy, là tôi đã đuổi vợ là cút về ngoại đi, nhà này là do tôi mua và tôi đang phải chi trả cho những cái khoản đấy, còn cái lương của cô không thể nào mà chi chi cho cái gia đình này ăn uống một cách đơn giản được, thì tôi nghĩ là cô nên về với mẹ cô. Vợ không nói gì, cũng chỉ khóc, và vợ tôi thấy vậy xách vali về thật. Vợ là người rất là ít nói, nhưng khi cô ấy làm là cô ấy làm luôn. Đó, chứ không phải là có những người là đôi co giải thích hay là cái gì cả, nhưng vợ là người rất là ít nói, nhưng đến lúc mà cô ấy thấy tôi nói như vậy thì, tại vì tôi cũng chẳng hỏi lý do là tại làm sao mà cần nhiều như thế, tôi chỉ mắng thôi, tại vì tự dưng tôi thấy cáu lên và tôi mắng. Thế thì vợ xách vali đi, thì chắc là tôi nghĩ rằng là vợ tôi đi thì vợ tôi có gọi điện cho mẹ chồng và có chào, chào mẹ chồng rồi đi. Thì mẹ tôi sau khi cô ấy đi khoảng 10 phút, rời khỏi nhà khoảng 10 phút, tôi nghĩ là cũng chưa thể nào mà đến được nhà bà ngoại đâu, nhưng mẹ tôi, mẹ đẻ của tôi đã gọi điện cho tôi ngay lập tức và mắng tới tấp trong điện thoại, bắt tôi gọi cô vợ tôi về ngay lập tức và phải xin lỗi vợ. Và bà cũng nói lý do tại làm sao, và tôi cũng nói rằng là vợ chồng cãi nhau vì là vợ đã không biết cách chi tiêu và tháng này đã đòi thêm 5 triệu, thì mẹ cũng nói rằng là tất cả là lỗi do mẹ, bởi vì là mỗi tháng vừa rồi, mỗi tháng là vợ tôi có góp tiền và tháng nào cũng đưa cho mẹ chồng 3 triệu, bởi vì là bà được vừa rồi bà ốm cho nên là cũng cần nhiều thuốc thang, rồi là cũng đưa mẹ chồng đi khám mấy lần, rồi cũng tiền thuốc hàng tháng, mỗi tháng đỡ cho mẹ 3 triệu, trong khi cái lương của vợ tôi chỉ có 8 triệu, mà lại đưa cho mẹ chồng 3 triệu thì chỉ còn 5 triệu mà chi tiêu cho cả gia đình. Bản thân cô ấy không có sắm sửa gì cho chính bản thân mình mà luôn luôn lo lắng cho gia đình, rồi cho con, cho chồng và cho cả mẹ chồng nữa. Thế mà tôi cũng không hiểu được cái điều đấy, không biết được cái điều đấy, đã mắng và đuổi vợ ra đường, và ngay lập tức là mẹ chồng tôi bắt tôi phải xin lỗi và đón vợ về. Nhưng buồn một điều rằng là ngay cái lúc đấy thì tôi cũng cũng gọi điện cho vợ, như tôi gọi cho cô ấy cả chục câu, cả chục cuộc gọi, nhưng mà vợ không nghe máy. Hình như là cô ấy đã giận giận thực sự, đã buồn thật sự. Khi mà cái công sức của cô ấy bỏ ra, cái tâm huyết của cô ấy với gia đình, với tôi, với gia đình chồng, đã bị chồng hắt hủi như vậy, bây giờ thì thực sự ra là tôi không biết làm thế nào. Tôi nghĩ rằng là thôi cứ để cho vợ về hẳn nhà ngoại một ngày, sau đó thì tôi sẽ đi sang bên đấy để xin lỗi, và trước tiên là sẽ gọi điện cho bố vợ, mẹ vợ để nhờ bố mẹ vợ nói đỡ, giải thích đỡ, để làm sao tôi đón được vợ tôi về. Đấy, thực sự ra là mọi cái vợ chồng với nhau, tôi nghĩ rằng là nên chia sẻ, nên có cái kết nối, nên nên có cái sự trao đổi hàng ngày, hỏi han xem là tình hình như thế nào, chứ không có nghĩa rằng là cứ đi làm cứ lương cao thì lại có quyền được quát nạt người kia, của chồng công vợ. Có thể là do là lương của tôi nhiều hơn lương của vợ thật, nhưng mà dù sao đi chăng nữa, tôi nghĩ rằng là để kiếm được một người vợ như vợ của tôi thì chắc chắn là không phải là nhiều, rất là biết chi tiêu, tiết kiệm, cũng thu ba hà vén chăm sóc gia đình và chăm sóc cả mẹ chồng nữa, âm thầm chăm sóc cả mẹ chồng nữa, trong khi tiền thì tôi cũng đưa cho mẹ. Đây là một câu chuyện cũng khá là hay, và em nghĩ rằng là cũng cũng rất là bổ ích cho mọi người, là giữa vợ chồng với nhau có vấn đề gì nên nói với nhau, nên liên kết với nhau để giải quyết một cách êm thỏa, để không có sự hiểu lầm như thế này.
cơ hội này cũng khá là tốt, thì em nghĩ rằng là cũng sẽ quay trở lại với bạn này thôi. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ kênh của Tâm Sự Chị Tâm Tình. Xin chào và